Xin chào các bạn nông dân, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách dùng Calira 55BMP để diệt trừ rẹp sáp, sâu xanh và bồ trị nhé. Đây là loại thuốc trừ sâu rất hiệu quả mà lại dễ sử dụng nữa. Trước khi bắt đầu, nhớ đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ bản thân nhé. An toàn luôn là trên hết. Đầu tiên, ta cần chuẩn bị bình xịt đã có nước sạch. Với mỗi gói Calira 55BMP, các bạn pha loãng với 16-20 lít nước. Nhớ khuấy đều cho thuốc tận hết trong nước nhé. Xong rồi, giờ ta dùng bình xịt phun đều lên cây trồng, phun kỳ cả hai mắt lá và thân cây luôn. Như vậy thuốc mới tiếp xúc trực tiếp với rệp sáp, sâu xanh và bồ tri, tiêu diệt chúng hiệu quả. Thời gian phun thuốc tốt nhất là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, lúc trời mát mẻ và ít gió. Làm vậy sẽ giúp thuốc ít bị bay hơi và hiệu quả diệt trừ cao hơn. Lưu ý nhé, sau khi phun thuốc mọi người nên đổi ít nhất 7-10 ngày mọi thu hoạch để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Và đừng quên, luôn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì trước khi dùng. Nếu có gì thắc mắc, cứ liên hệ với đại lý hoặc chuyên gia nông nghiệp để được tư vấn thêm. Thấy chưa, đơn giản quá phải không? Chúc các bạn thành công và có một vụ mùa bội thu nhé! Nhớ bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hữu ích khác nha! Hẹn gặp lại mọi người trong video sau!